Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khởi tố và câu lưu hai đại tá hải quân bị cáo buộc vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong việc điều hành một công ty trực thuộc bộ. Đây là những quan chức quân đội cao cấp mới nhất bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch trấn áp tham nhũng của Việt Nam. Cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng hôm thứ Sáu đã bắt tạm giam đại tá Trần Trọng Tuấn, phó giám đốc công ty Hải Thành thuộc quân chủng Hải quân, theo một thông báo đăng trên cổng thông tin của Bộ. Riêng đại tá Bùi Văn Nga, nguyên giám đốc công ty này, do đang được điều trị ung thư nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Một người khác là Vũ Thị Hoan, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Khánh, giám đốc công ty cổ phần Yên Khánh Hải Thành cũng bị bắt tạm giam theo thông báo. Bộ cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc, thu giữ tài liệu, xác minh tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài sản của các đối tượng để phục vụ điều tra xét xử. Thông báo không nêu cụ thể những người này vi phạm quy định về quản lý đất đai ra sao. Nhưng một bản tin của VTV cho biết công ty Hải Thành đã sử dụng khu đất quốc phòng ở số 79 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích là để góp vốn liên doanh với công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Khánh. Việc góp vốn này được nói là sai quy định. Thông báo cho biết Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra để làm rõ sai phạm trách nhiệm. Bộ cũng yêu cầu xét xử công minh không có vùng cấm, không có ngoại lệ.